Đại tá Robert Fanco Scott. Tôi chưa thấy chuyện nào kích thích hơn, có những nét anh hùng mà bi thảm hơn đời đại tá Robert Fanco Scott, người thứ nhì đã tới Nam Cực. Cái chết của ông và hai bạn ông ở Ross còn làm cho nhân loại cảm động. Tin ông mất tới nước Anh vào một buổi chiều nắng ráo tháng 2 năm 1913. Cây kỵ phù lam nở đầy bông ở vườn Regent Park. Dân tộc Anh choáng váng như tin Nelson mất ở Trafalgar thời trước. 22 năm sau, nước Anh dựng một viện kỷ niệm Scott, một viện khảo cứu lưỡng cực, viện thứ nhất về loại đó trên thế giới. Ngay trên cửa viện có một hàng chữ: người tìm những bí mật của Nam Cực và người đã tìm thấy những bí mật của Thượng Đế. Scott bắt đầu cuộc thám hiểm ở Terra Nova, và từ khi tàu ông tiến vào cõi băng tuyết là sự rủi ro cứ theo giết, quấy phá ông hoài. Những ngọn sóng vĩ đại đập vào tàu, đánh trôi hết những hàng hóa ở trên boong xuống biển. Hàng tấn nước biển ào ào như sấm cuồn cuộn chảy vào hầm tàu. Nước tràn cả vào lò lửa đốt nồi xúc xe, máy bơm hóa vô dụng. Và mấy ngày như vậy, chiếc tàu hùng dũng cứ lăn ở giữa những làn sóng trên mặt biển tung tóe, không khách gì cứu được. Nhưng sự rủi ro nào đã hết đâu, đó mới chỉ là những bước đầu. Ông đem theo mấy con ngựa nhỏ khỏe mạnh đã quen chịu lạnh ở miền băng tuyết xứ Siberia. Nhưng lúc đó chúng hấp hối dãy rụa trên băng tuyết, cẳng thì gãy vì thụt xuống hố, thành thử ông phải bắn cho chúng chết. Tế chó cũng vậy, ông dắt theo toàn là giống chó mạnh khỏe Yorkshire Terrier, mà chúng hóa ra như khờ dại, cứ nhắm mắt chạy trên bờ những lỗ nẻ trong băng. Thành thử Scott và bốn người bạn đồng hành phải thay ngựa, thay chó, kéo một chiếc xe lướt tuyết nặng nửa tạ, thui thủi trên đường tới Nam Cực. Ngày lại ngày, họ mắm môi mắm lợi, tiến trong cánh đồng băng tuyết, hồn hển đẩy hoặc kéo, nghẹt thở vì không khí lạnh và loãng ở một nơi cao, cách mặt biển 3.000 thước. Vậy mà họ không phàn nàn, vì ở cuối con đường đau khổ đó, họ sẽ thấy sự thành công, sẽ thấy Nam Cực huyền bí, nằm yên lặng từ hồi khai thiên lập địa tới nay. Nam Cực, nơi mà không có lấy một sinh vật, cả đến bóng một con hải âu lạc bầy cũng không có. Và tới ngày thứ 14, họ tới được Nam Cực. Nhưng họ sửng sốt và đau lòng làm sao. Trước mặt họ, ở đầu một cây gậy, một miếng vải rách phấp phới bay trong gió lạnh. Họ nhìn kỹ thì là một ngọn cờ, ngọn quốc kỳ của Na Uy. Amundsen, người Na Uy, đã tới trước họ. Thành thử sau mấy năm dự bị, sau mấy tháng đau khổ, họ đã thất bại chỉ vì trễ mất năm tuần lễ. Chán nản, họ trở về. Cuộc chiến đấu lâm ly trên đường về đáng là một khúc ngâm đoạn trường. Gió lạnh buốt tới xương, áo họ đầy tuyết và râu họ đóng băng. Họ lảo đảo té, mỗi vết thương đưa họ tới gần cõi chết hơn một chút. Trước hết, sĩ quan Ivan, người lực lưỡng nhất trong đoàn, trượt chân té, đầu đập vào băng, chết tươi. Rồi tới đại tá Os đau, chân ông bị lạnh quá, nứt ra, ông đi không nổi. Ông biết rằng mình làm chậm việc hồi hương của các bạn. Cho nên một đêm, ông làm một việc chỉ thần thánh mới làm nổi. Giữa cơn giông tuyết gầm thét, ông rời bạn bè, đi ra ngoài trời để chết cho các bạn sống. Không làm bộ anh hùng, cũng không tỏ vẻ quan trọng, ông bình tĩnh bảo các bạn: tôi ra ngoài một chút. Rồi ông đi luôn. Không ai tìm thấy xác chết cóng của ông. Nhưng hiện nay một đài kỷ niệm được dựng tại chỗ ông ra đi. Trên đài có hàng chữ: ở khoảng này
một vị trượng phu anh hùng đã lìa đời. Scott và hai bạn còn lại lảo đảo tiến. Họ không còn ra vẻ con người nữa, mũi, ngón tay, chân đều nứt nẻ vì lạnh. Và ngày 19 tháng 2 năm 1912, nghĩa là 15 ngày sau khi họ rời Nam Cực, họ cắm trại lần cuối cùng. Họ còn đủ than để nấu 2 chén trà và đủ thức ăn cho 2 ngày. Họ tin rằng họ sẽ thoát chết vì chỉ còn khoảng 20 cây số nữa là tới một chỗ mà họ đã chôn thức ăn trong lúc đi. Ráng sức ghê gớm thì tới được. Thình lình, tai nạn thê thảm xảy ra. Từ chân trời một cơn giông tuyết gào thét, ào ào thổi tới, mạnh tới nỗi cắt ngang những chòm băng. Trên trái đất không có sinh vật nào tiến trong cơn giông tuyết đó mà sống nổi. Scott và hai bạn đành ngừng bước, nằm trong lều 11 ngày nghe giông gầm. Thức ăn đã hết, tất chết. Họ biết rằng họ phải chết. Có một cách để chết, một cách êm ái. Họ mang theo nha phiến, nhiều nha phiến để phòng những lúc cần phải chết như lúc này. Nuốt một phân lượng lớn là họ nằm đó, lơ mơ mộng, thích thú rồi ngủ luôn. Nhưng họ không thèm dùng nha phiến. Họ quyết nhìn thẳng vào cái chết một cách trượng phu đặc biệt của nước Anh thời cổ. Trong giờ cuối cùng của đời ông, Scott viết một bức thư tả cảnh chết cho ông James Barry. Thức ăn hết đã lâu, thần chết đã lờn vờn ở trong lều. Vậy mà Scott viết: nếu ông nghe được chúng tôi ca vang cả lều thì lòng ông chắc cũng vui vui. 8 tháng sau, một ngày nọ, trong khi mặt trời Nam Cực yên lặng chiếu sáng cảnh băng tuyết lấp lánh mênh mông, một đoàn người kiếm được thi hài của 3 vị anh hùng đó. Người ta chôn 3 vị ở ngay chỗ 3 vị lìa trần, chôn dưới một thánh giá làm bằng 2 cái pa tanh cột với nhau. Và trên nấm mồ chung đó, người ta viết những vần thơ này của Tennyson: có tính bình tĩnh của những tâm hồn anh hùng thì mặc dầu thời vận, số mạng làm cho yếu, nhưng chí vẫn mạnh, để phấn đấu tìm tòi, thấy chứ không chịu khuất phục. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Đại tá Robert Falcon Scott trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.guongdanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.